Trong kia, có tiếng kêu trong kia nhỉ? Ôi nhà mình, có tiếng kêu bên trong nhà ấy. Bên dưới đâu ơi? Ở bên trong nhà Hiếu ơi. Có tiếng kêu ơi. To lắm, tiếng kêu trong kia kìa. Ôi kìa. Ôi. Ôi cửa kìa Hiếu ơi. Ôi Hiếu ơi kìa. Ôi kìa. Ôi. Không được rồi Hiếu ơi. Lôi con gái ra rồi. Cụ tay rồi. Ôi nhìn nó ca, nó trắng cụ có tay cả. Nó chạy rồi kìa. Ôi nhìn cái tay rồi. Ôi nó lôi chân kìa. Ôi nhìn nó lôi chân bên trong rồi. Ôi, cắn chân luôn, nhìn tay này mọi người ơi, nhìn này, ôi, nó cắn tụt cụt mất cái bàn tay rồi. Chết rồi. Mày. Mày. Cắn cụt bàn tay rồi, mọi người ơi, nhìn cái tay kìa, trời máu rồi, nó cắn kia bàn tay rồi. Một chân đấy. Chưa đâu, đừng, người ta khô sợ lắm, sợ rồi. Hiếu ơi, cưa đứt chân đi Hiếu ơi. Lấy cưa đứt chân đi Hiếu ơi. Chứ không nó kia nó cắn là nó lại lên trên cả người đấy. Nó lôi cả người vào đấy. Cưa đứt chân đi. Ôi, trùng gầy với nặng lắm, chắc thịt. Này chắc xương rồi, chắc rồi. Này xương chắc. Ôi. Ôi cái chân bị đơ kìa. Cái đơ chân rồi. Lôi cho em vào trong kia thôi. Cho em vào cho bên trong kia nghỉ ngơi giết con hồ ly Hiếu ơi. Em nhìn xem đâu, nhìn xem hồ ly đâu ơi. Ôi nó bên trong này thôi. Để em gái vào trong kia đi Hiếu ơi. Đây. Ôi. Ôi nhìn này. Ôi. Cái chân rồi. Cái chân rồi. Ôi nhưng con mặt quỷ thôi. Anh để nó kia một cái cho canh đi. Ôi cái con mặt quỷ này ơi. Ôi nhìn cái mặt nó này. Ôi nhìn cái mặt này. Chính cái con này nó cắn đây. Ôi anh để em cưa bồ hiêu. Để em gái ra ngoài kia đi. Xử lý nó. Cái đầu bọn này là ác ma thật. Vừa nữa lôi em gái ở đây. Vừa nữa cụt chân mình con mình cái em phải cụt chân tại vì là mỗi đầu quất đen xì ở cái chân thôi. Mày! Ui, cây luôn ôi, lũ tà đây, ôi, cô đi trắng, ôi, trắng à, ôi, 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 nhìn kìa,
này nó khôn lắm, con này nó khôn lắm. Nó cưa hay là mình có cưa to quá nó kêu nó biết đấy. Như này nó không biết được này. Giữ lại thằng đầu cẩn thận, nó cắn đấy. Con này nó biết cắn đấy. Cả thằng đứt tay đấy, mà dính vào nó không chữa đâu Hiếu ơi. Mày. Ôi, giữ rồi anh em ơi. Mày. Mày. Cắn vào một gần tay rồi. Cái chân này bị liệt, lúc nãy nó cắn bị liệt luôn rồi. Chân rồi. Mà sao rồi? Đưa về anh hả? Bây giờ làm sao mà phải đưa em gái này về đi bệnh viện ngay còn kịp. À có cái thầy nam ở kia chuyên chữa hồ ly cắn đây. Thầy mù đúng không? Ừ, ông ấy bị mù mà ông chuyên chữa là hồ ly cắn. Mang gái về đi thôi. Em gái về chữa thầy mù đi. Đi. Mù ấy chưa giỏi lắm. Hay em chỉ có mù này mới chữa nó nhanh không là nó nhập vào lão là không chữa đâu Hiếu ơi. Đây có 60 cân đây, anh bế đi. Ui con muỗi. Ui rồi. Nhanh anh ơi. Muỗi mặt em ơi, nó đốt kinh lắm. Muỗi à, đấy muỗi, đấy là muỗi, muỗi hồ ly đi đấy, muỗi hồ ly đấy. Ui nó cắn tím tím này. Nó thèm máu hồ ly đấy. Ui nó cắn tím tím em ơi. Ui thật độc thôi, thật độc thôi. Có bế được không, có bế, bế đi đi không. Anh mới bế vậy. Để xuống xe rồi để em bế không anh. Ui mà bế. Ui sao mày nặng thế hiểu. Ui nhanh. Ui sao nặng vậy.